Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Kính thưa quý đạo hữu, Tâm Trí Hoàn Quán xin trả lời câu hỏi được gửi tới trên các cái trang truyền thông Phạm Thị Yến. Câu hỏi có nội dung là tùy tiện thắp hương có bị vong linh quấy nhiễu không? Nội dung câu hỏi: Con chào cô cho con hỏi. Con không biết lễ bái như thế nào mà chỉ thành tâm niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, khấn xin Phật cho con được bình an thì có được không ạ? Ngoài ra, con rất thích hoa và thích mùi thơm của khói hương, nên con luôn cúng hoa tươi trên bàn thờ và đốt hương bất cứ lúc nào. Có người bảo con là chỉ nên thắp hương vào mùng 1 hôm rằm hay khi giỗ Tết thôi, chứ thắp hương tùy tiện như vậy thì sẽ có tội và ảnh hưởng đến gia đình vì bị vong linh về quấy nhiễu. Khi nghe như vậy, con rất lo lắng. Xin cô trả lời cho con hiểu ạ. Cảm ơn cô. Kính thưa các quý đạo hữu, câu hỏi có hai phần. Một phần hỏi về việc không biết lễ bái mà chỉ biết thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi để xin được bình an thì như vậy có được không? Và phần thứ hai nói về việc là rất là thích hương hoa và ngày ngày thường thắp hương cúng hoa như vậy thì có bị vong linh quấy nhiễu hay không? Thì Tâm Trí Quán xin trả lời cái ý hỏi thứ hai trước, đó là hàng ngày mà thắp hương như vậy thì có bị vong linh quấy nhiễu hay không? Kính thưa các quý đạo hữu, vong linh chỉ quấy nhiễu chúng ta vào các duyên nào? Duyên thứ nhất là duyên chúng ta có nghiệp với họ. Nếu chúng ta có nghiệp với họ, oán kết từ nhiều kiếp rồi, thì họ theo mình như hình với bóng, chẳng cần phải thắp hương gì cả. Các quý đạo hữu có thấy những người bị ma nhập ở ngoài đường ấy, họ đâu có phải đang cầm nén hương đâu, phải không? Họ vẫn bị ma nhập ấy chứ. Đi qua cánh đồng bị nhập, đi qua con đường bị nhập, mà lại không tính ngày hay đêm, họ vẫn bị nhập, phải không? Ở đây thì những người bị ma làm thì biết rồi, những người bị vong hành thì biết rồi, không cần phải đến chỗ khói hương mới bị nhập, nhập bất cứ lúc nào. Và cũng có người thì đến chỗ khói hương lại bị nhập nhé. Thế cho nên là nó tùy thuộc vào cái căn cơ nghiệp lực của mình đối với cái vong linh đó, cho nên nó nhập mình bất cứ lúc nào. Người ta gọi là có duyên nghiệp với nhau thì nhập. Đấy là duyên thứ nhất là khiến bị vong linh quấy nhiễu. Duyên thứ hai khiến bị vong linh quấy nhiễu đó là chúng ta nói dối. Ví dụ như chúng ta nói với ông bà tổ tiên chúng ta là hôm nay con biếu ông bà mấy bộ quần áo, mấy cái xe ô tô để ông bà đi, nhưng mà đốt cho người ta bút hàng giấy hàng mã. Đốt xong chả thấy quần áo mặc gì cả, không có, không có thật, nên nói dối. Nói dối vì thế cho nên người ta cứ theo về, người ta xin quần áo, xin cho đến bao giờ mà mình có quần áo cho thì thôi, phải không? Thế là người ta cứ về ta quấy nhiễu, nói dối, xin cho cái ô tô nữa. Thế cho nên suốt ngày ta về xin cho người ta lại bảo vâng con cho đây, lại đốt, đốt thôi, lúc đấy thì thấy hết xong mấy ngày đến một ít sau người ta lại không thấy ta được gì, ta lại về xin, bởi vì cái người ta cần là cái người ta biết. Nhưng mình nói cho người ta, người ta tưởng là cái đấy, nhưng mà tí lại đốt cho người ta đống khác. Người ta cứ tưởng cái đấy là được, thế người ta thích quá người ta ra, tí người ta vẫn thấy trần truồng xấu xí, vẫn thấy rét lạnh, thì người ta lại làm cho mình rét lạnh thôi. Cho nên nguyên nhân tại sao nhiều người đi cúng nhiều thế mà không khỏi, phải không? Không được, nên nói dối. Cũng giống như là nói là em yên tâm là tiền là anh sẽ gửi qua bưu điện cho, phải không? Mấy chục đô la, mình có biết đô la là gì đâu, chưa biết mặt tiền đô la. Gửi cho mình đô la giả, mình đi ra ngân hàng mình đổi, không được, về không. Thế thì phải về, phải hỏi tiếp chứ, phải không? Anh ơi, cái đô la đấy không phải đô la giả, phải gửi cho em đô la. Đấy là một sự quấy nhiễu đấy. Nhưng mình quấy nhiễu theo cách của mình, còn vong linh nó quấy nhiễu theo cách của vong linh. Vì mình không hiểu người ta, cho nên người ta có thể người ta tác động vào mình để cho mình biết sự hiện diện người ta, nhưng mình với họ là hai cảnh giới, cho nên mình vẫn không biết được, phải không? Cho nên bị tác động nhiều. Nên có những nhà cúng rất nhiều nhưng mà không giúp ích được gì, càng ngày càng nặng lên, phải không? Do mình nói dối. Thật thật tâm không phải nói dối, nhưng sự thật vẫn là nói dối, phải không?
sự thật vẫn là nói dối đó. Như là tâm trí còn quán trước kia có một chị gái, chị mất ở trong kiếp này này, chị gái cả tâm trí còn quán mất, tâm trí còn quán thương chị nữa, rất thương. Trong vòng 49 ngày ấy, ngày nào cũng mua đinh tiền đinh vàng về để đốt. Về sau thì chị cũng theo, cứ theo mình thôi, vì mình thương quá mà, chị cứ theo mình thôi. Hôm đấy là tâm trí còn quán là mắt cứ đến 11 giờ trưa là không nhìn thấy cái gì. Nằm may mà chịu chết luôn, từ 11 giờ đến 1 giờ là không nhìn thấy cái gì. Bây giờ còn hai chị ở trong đạo tràng từ tâm, hai chị cùng bán thuốc. Thì tâm trí còn quán nằm ngay cạnh cửa hàng của chị, tâm trí còn quán kể chuyện cho chị là mắt em mờ mà lúc bấy giờ em nằm mơ thấy chị Nga em. Em nằm mơ thấy chị ở trong, chị mới nhô lên khỏi cái mộ ấy. Thế xong rồi thì cỏ nó mọc rất nhiều, thì chị bảo là cỏ mọc kín hết chị rồi. Thế nằm mơ thì cũng chỉ nghĩ là mơ thế thôi. Thế rồi thì chị mới bán cho tâm trí còn quán cái thuốc Zoto mà hồi xưa nó mới ra đấy. Tất cả các loại thuốc chà mắt đều không giá trị. Về sau chị Dung với chị Hằng, hai chị bán hàng thuốc ấy, chị mới nói là thôi, mày đi lên mộ chị mày xem thế nào. Tại hồi xưa còn kiêng 49 ngày không được ra mộ cơ. Thôi mày cứ ra mộ chị mày đi xem thế nào. Thế tâm trí còn quán mới, hôm đấy chị cũng đi cùng. Lên đến mộ, cỏ mọc ngập luôn. Mà lúc bấy giờ vẫn trong 49 ngày. Tại vì chị gái tâm trí còn quán chết vào mùa xuân mà, cho nên cỏ nó mọc rất là nhanh. Thế là làm xong cỏ cái là mắt hết luôn, không có tí nào mờ mịt nữa. Cái đấy nữa. Đấy. Mà ngày nào cũng cho đinh tiền đinh vàng, cho hết tất cả, như chị thì cho chị vẫn khổ. Thì chị về chị lại vẫn tiếp tục mấy mình thôi. Về sau chị cũng theo rất là lâu, đến ngày tức là hơi một tí là chị về, có gì là chị về, chị thế này thế kia mà nó cúng rất nhiều, cho vàng tiền rất nhiều. Hồi còn mua cả xe máy, hồi mới có xe máy, hồi đấy là ở trên trần thì có xe máy 82 đấy, xe 82 màu xanh xanh đấy. Thì hàng mã người ta cũng làm cái xe máy ra, thì mình cũng mua xe máy cúng vì là yêu quý chị mà, chuyện cái gì cũng mua cúng. Thế chị theo lắm, đến mãi về sau mới biết đến Phật pháp, hàng bao nhiêu năm sau có quỹ đạo hữu biết đến Phật pháp mới cầu siêu cho chị, lúc bây giờ mới xong đấy, có quý đạo hữu là thôi chị là thoát đi, là từ đấy giờ là không có gì hành hung gì cả, như thế gọi là hành đấy, nhưng mà thực ra chị không phải là hành mà là cái gì cũng về, cái gì cũng về, hơi tí là bị ảnh hưởng luôn, hơi tí bị ảnh hưởng. Trong khi đó thì mình chỉ mong cho chị mình được sướng được hạnh phúc thôi đấy, nhưng mà mình cho toàn những thứ không tiêu được, không dùng được, vàng tiền với xe máy dùng thế nào được. Cho nên chị rất khổ, cho nên chị vậy về chị xin. Đấy nhá. Thế thì người ta theo mình là do nhân duyên mình nói dối. Tâm mình tốt nhưng mình nói dối. Thế người ta cứ theo mình, quấy nhiễu mình để cho mình thực hiện được lời hứa. Nó cứ hiểu rõ chị ạ. Đó, vàng tiền rồi bảo người ta là cúng cấp cho người ta ăn no nhưng mà cúng cho những cái thứ người ta không ăn được. Đấy. Thế rồi bảo là đi cầu siêu cho người ta nhưng mà đi cầu siêu ở đền điện đồng phủ cơ. Thế không siêu thoát được. Người ta lại theo mình thôi, cứ thế quấy nhiễu mình thôi nhá. Đó là nguyên nhân thứ hai mà khiến cho vong linh họ theo mình, họ quấy nhiễu mình, là mình làm những điều không đúng. Bảo đi cầu siêu cũng không được, mà bảo cho họ đồ đạc cũng không xong, phải không? Chả được cái gì cả. Đấy. Còn nguyên nhân thứ ba bị quấy nhiễu đó là nguyên nhân trong Phật Pháp, mình nói dối. Ví dụ cầu siêu cho vong linh thì cứ bảo là tụng một trăm biến địa tạng chẳng hạn, cứ tụng kinh địa tạng rồi bảo là như thế hồi hướng cho vong linh là vong linh siêu thoát, cái đấy là nói dối. Mà là phải thực hành lời Đức Phật dạy trong kinh địa tạng, vong linh mới siêu thoát được. Trong kinh địa tạng dạy phải cúng dường chay tăng, thấy không? Như ngày Thánh Nữ, ngày Quang Mục đấy, ngày Thánh Nữ thì cũng phải bán nhà cửa để tô tượng Đức Giác Hoa tự tại Vương Như Lai, rồi làm lễ cúng dường ở chùa hồi hướng phước cho mẹ thì mẹ mới được siêu thoát. Ngài Quang Mục cũng phải cúng dường chư tăng, rồi thì phát một đại nguyện lớn, phát nguyện cái công tu hành của mình để lợi ích cho chúng sinh, để cứu thoát chúng sinh mới được. Từ đầu là cúng dường thì mẹ được đến thoát cái kiếp khổ, được cái tuổi thọ đến năm 13 tuổi lại đọa lạc đấy. Thế thì ngài mới phát một cái đại nguyện là cầu vô thượng Bồ đề đấy, để hồi hướng cho mẹ ngài, để độ cho mẹ ngài đấy, thế mới được.
Thế nhưng mà chúng ta lại vào trong Phật Pháp lại bảo là cứ xui nhau là tụng 7 quyển kinh, là 49 quyển kinh là được siêu thoát. Tức là chỉ nói thôi mà không thực hành, thì cái đấy nó không phải, thế là nói dối, làm không đúng lời Phật dạy. Thấy không? Nói dối, sinh ra vòng nhân quấy nhiễu. Thứ hai, để bảo tập trung nhau vào đọc câu niệm Phật để cho người ta về Tây Phương, đấy là nói dối. Người ta muốn về Tây Phương thì tự người ta phải tu cho ba nghiệp thanh tịnh, phải không? Không có ai đọc tên Phật mà lại cho người ta cái sự thanh tịnh được. Thế cho nên đấy là nói dối. Thì những cái nói dối trong Phật Pháp như thế thì sẽ bị vong linh người ta quấy nhiễu thôi, phải không? Thế rồi đối với các oan gia chi chủ thì sao? Thì lại bảo đi giải oan cắt kết bằng cách là lập ra một cái địa ngục ấy ở sân ấy. Thế rồi thì mời thầy sư đến, xong rồi thì múa mang rồi phá địa ngục. Cứ mỗi một lần phá một cửa ngục lại mang ngựa mang mã ra cúng. Ông ký thầy hiểu ạ, đấy nó có một cái tục lệ như thế, có một số người làm như thế. Rồi thầy cũng cũng vậy. Thế rồi thì có người lại bảo là không có ma quỷ gì thì oan gia rồi nó cũng đánh chết. Phải không? Đấy là nói dối, nói không đúng sự thật thì bị vong linh theo nhé. Thế còn mình hàng ngày hoa quả mình cúng, đấy là tâm của mình, chả không nói dối gì cả. Mình có gì mình cúng đấy, nếu mà hàng ngày mình cứ mang bát cơm mình cúng mình mời tốt mà. Trong bài kinh cúng linh Đức Phật đã dạy đấy, Đức Phật dạy bố thí cho người thân đã mất, nếu ở còn trong cõi ngạ quỷ thì họ được thọ thực cái phần của mình, phần thức ăn của mình, nếu như họ có phước để thọ thực. Còn nếu như là không có phước thì họ không thọ thực được thôi, chứ không phải là mình nói dối, phải không? Đấy, như là bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiều Liên ấy, ngài cũng mang cúng nhưng mà do không ăn được thôi, chứ do phước không ăn được thôi. Chứ còn lại thì phước ăn được thì người ta vẫn ăn, ăn được là vẫn tốt, phải không? Thế thì mình cứ hương hoa, nếu có thì mình có hương, có hoa, có quả, có bát cơm, chén nữa, cứ cúng, đều có phước cả, không có vong linh nào quấy nhiễu mình cả. Phải không? Tâm thành của mình và những vật thực đó là các vong linh, có những loại vong linh có phước là người ta thọ thực được nhá. Đấy, cho nên không lo. No. Tâm trí quán xin chuyển sang cái ý thứ nhất, đó là cái ý câu hỏi là con không biết lễ bái như thế nào mà chỉ thành tâm niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, khấn xin Phật cho con được bình an thì có được không? Thì với cái tâm cung kính Phật cũng sinh phước cho mình. Đấy, Đức Phật là bậc đáng kính. Thế mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật với tâm cung kính Phật thì với tâm đó sinh ra phước cho mình, và cái phước đó sẽ bảo hộ cho mình. Đó, có quý đạo hữu thấy đúng không? Chứ không phải là do mình niệm tên Phật, đọc tên Phật, Phật mới phù hộ cho mình, còn mình không đọc tên Phật, Phật không phù hộ cho mình thì đấy là tà kiến. Đấy là vu oan cho Phật. Phải không? Cứ gọi là tôi là cứ phải đọc tên Phật, Phật mới đón tôi về Tây Phương thì cái đấy là vu oan cho Phật, là không đúng đâu. Mà phải nói là tâm mình cung kính nhất niệm, tức là đối với Đức Phật là hoàn toàn cung kính. Phải không? Đấy, mình niệm danh hiệu Ngài với cái tâm cung kính, thì mình có không niệm thì cái tâm cung kính của mình vẫn duy trì, nhưng do mình hay quên cho nên mình niệm thôi nhá. Trên tâm cung kính Phật sinh phước báo cho mình, tâm cung kính Phật nhất tâm cầu về Tây Phương rồi hành các thiện pháp đầy đủ công đức thì về Tây Phương, chứ không phải là nếu mình không đọc tên Phật thì Phật không cho mình về Tây Phương. Cái đấy là hiểu sai. Cái đấy thì vô hình dung mình nói là Đức Phật chấp danh, phải không có quý đạo hữu? Đấy, nếu như mình có cái suy nghĩ rằng tôi cứ niệm Phật thì Phật đón tôi về Tây Phương, mà không niệm Phật, Phật không đón tôi về Tây Phương, đó là vu oan cho Phật, như thế là tội chứ không phải phước đâu nhá. Con cung kính Phật, con mong Phật đón con về Tây Phương, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho tâm con nhớ tới Phật, để con cung kính Phật thì được nhá. Tâm cung kính đó và con nhớ Phật thì con sẽ không làm điều bất thiện, phải không? Con không gây tội lỗi, con làm cho ba nghiệp của con thanh tịnh. Và con phải tự làm, ví dụ suy nghĩ bất thiện mình phải tự đẩy đi chứ không phải Phật đâu. Mình phải giác ngộ lý để mình đẩy những cái tâm bất thiện của mình đi nhá. Từ bỏ tâm bất thiện, sinh thêm các cái tâm thiện. Thế thì mình mới được lợi ích. Nó là tâm trí hồn quán, xin nói rộng ra với các quý đạo hữu một chút thôi. Chứ còn nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật với cái tâm cung kính nha, Đức Phật là bậc đáng kính, con xin cung kính dù một chắp tay như thế này cũng sinh phước, và cái phước đó cũng bảo hộ cho mình nha. Đấy, hoặc một cái cúi đầu cũng sinh phước.
hoặc một tâm niệm hướng về Phật với tâm cung kính cũng có phước, đều bảo hộ cho mình cả. Bởi Đức Phật là bậc đáng kính, vì Ngài chỉ có duy nhất một niệm, đó là lợi ích chúng sinh thôi. Cho nên Ngài là bậc đáng kính, đáng cúng dường. Nha, thì chúng ta đều được phước báo. Thế thì câu hỏi này Tâm Trí Hoàn Quán xin trả lời cho các quý đạo hữu như vậy, để chúng ta tham khảo, chúng ta không lo sợ cái việc thắp hương. Đấy, thắp hương ngày cũng được, đêm cũng được, nửa đêm cũng được, không có ma nào quấy nhiễu, không có lo lắng cái điều ma quấy nhiễu nhá. Thế và niệm Phật như thế nào để sinh ra phước báo và bình an cho mình? Đấy, niệm Phật để thành tựu cái tâm cung kính của mình, tăng trưởng tâm cung kính của mình thì sẽ sinh ra phước báo, và cái phước báo đó đã khiến cho mình được bình an. Nhưng mà các cái nghiệp trong tâm mình phải biết thực hành các pháp khác tương ưng với cái nghiệp để loại trừ cái nghiệp ấy đi nhé. Chứ không phải là chỉ mỗi câu niệm Phật đã là đủ đâu. Đấy. Nếu mà niệm Phật tí về không hiểu pháp lại nói lời hai lưỡi, vì nó có hiểu pháp đâu, phải không? Nói lời nói dối thế là không được rồi, là đại nhân quả nó sinh ra rồi. Thế rồi lại không biết cái gì trộm cắp một chút, phải không? Vô ý thức trộm cắp cái gì là bị rồi, hoặc sát sinh là bị nghiệp rồi, nó quả báo ra rồi. Chứ không bảo là con này vừa sát sinh con vừa niệm Phật là con vẫn vãng sinh Tây Phương, nó không có chuyện đó nhé. Cái tâm ý mình nó bất thiện thì mình đều bị cái quả báo bất thiện nhỉ. Tâm Trí Hoàn Quán xin chia sẻ với các quý đạo hữu như vậy để chúng ta được tinh tấn, để được không phải sợ hãi trước cái việc mà không đáng sợ hãi nhé. Lên sợ hãi những cái sự tà kiến, những nói dối, sợ hãi nghiệp lực. Đấy. Trường hợp thứ nhất là bị nghiệp lực mà vong linh theo. Trường hợp thứ hai là tà kiến. Trường hợp thứ ba tu trong Phật Pháp nhưng sai lầm, hiểu không đúng nhỉ? Trừ đi ba cái trường hợp đó thì chúng ta tinh tấn học đạo thì chúng ta sẽ được lợi ích nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.